Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng quay trở lại với gian bếp của chương trình Mua Sống qua truyền hình AZS. Thưa quý vị, trong bộ sản phẩm ngày hôm nay mà Minh Trí và Kim Hoàng sẽ được chia sẻ với tất cả quý vị với một mức giá vô cùng ưu đãi 890.000 đồng, tất cả quý vị cùng một lúc có thể sở hữu lên đến là 20 sản phẩm. Và đầu tiên đó chính là bộ 3 nồi nhôm táo với 3 kích thước khác nhau, bao gồm nồi nhôm táo có đường kính là 16cm, 18cm và 24cm. Và tiếp theo trong bộ sản phẩm ngày hôm nay mà Minh Trí và Kim Hoàng giới thiệu đến tất cả quý vị đó chính là 3 chảo tráng men cao cấp, gồm chiếc chảo với đường kính là 18cm, 26cm và chiếc chảo sâu lồng với đường kính là 32cm. Và tiếp theo trong trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay, tất cả quý vị sẽ được sở hữu thêm đó chính là hai bộ gồm có thao và rổ inox với hai đường kính đó chính là 20 và 22cm, làm bằng chất liệu đó chính là inox, hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Và trong bộ sản phẩm của chúng ta còn có 10 chiếc muỗng inox với 10 chiếc muỗng sáng bóng, cũng như là với độ dày của từng chiếc muỗng thì sẽ giúp cho chúng ta có những bữa ăn trong gia đình ngon miệng hơn. Thưa quý vị, và như vậy là đến lúc tất cả quý vị nên thay đổi thói quen, đó chính là từ bỏ những chiếc nồi chảo quá cũ kỹ trong gia đình của chúng ta, để thay thế vào đó là những chiếc nồi chảo và cũng như là những sản phẩm trong bếp mới hơn để có thể đảm bảo sức khỏe cho riêng mình và cũng như các thành viên trong gia đình. Bộ gia dụng bếp Ramos, chậu chống dính Ramos, chống dính tuyệt đối, an toàn cho sức khỏe. Bộ nồi nhôm táo thiết kế nhỏ gọn với hình dáng quả táo cách điệu, chất liệu nhôm cao cấp được xử lý oxy hóa mềm, an toàn cho sức khỏe. Thành và đáy nồi dày và đều, giúp hấp thu nhiệt nhanh, truyền nhiệt đều và giữ nóng tốt. Bề mặt cứng, sáng bóng, dễ chùi rửa, chống cháy khét, chống ố vàng, bền, không rỉ, không ra tên. Nắp kính cường lực trong suốt, lỗ thoát hơi, tay cầm của nắp bằng nhựa chịu nhiệt, bộ thao và rổ inox, chất liệu inox an toàn cho sức khỏe. Đã đến lúc thay thế những vật dụng cũ kỹ trong căn bếp của gia đình bạn. Bộ gia dụng bếp Ramos, sản phẩm không thể thiếu của mọi gia đình. Bộ gia dụng bếp Ramos, giá cực sốc 890.000 đồng, một cuộc gọi đầy đủ các vật dụng trong gian bếp, hãy nhanh tay lên. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì Minh Trí và Kim Hằng sẽ cùng lần lượt chia sẻ với tất cả quý vị những tính năng và cũng như là những công dụng của trọn bộ sản phẩm nhà bếp ngày hôm nay. Và đầu tiên đây, trên tay của Minh Trí đó chính là chiếc nồi nhôm táo có kích thước nhỏ nhất, đó chính là 16cm. Thưa quý vị, chúng ta quan sát thấy rằng với chất liệu đó chính là bằng hợp kim nhôm cao cấp được xử lý đó chính là oxy hóa mềm, và do vậy là giúp cho nồi nhôm táo của chúng ta luôn sáng bóng, vệ sinh dễ dàng, không sợ bị ra ten, rỉ sét. Thưa quý vị, và theo quan sát thì Kim Hằng thấy là cái nồi nhôm được thiết kế theo hình quả táo, vì vậy là phần đáy nồi sẽ rộng hơn so với phần miệng. Khi mà chúng ta nấu ăn xong và di chuyển như thế này, thức ăn ở bên trong sẽ không bị dễ đổ ra ngoài, đúng không Minh Trí? Thưa quý vị, như chúng ta quan sát thấy rằng là với phần nắp kính trong suốt làm bằng kính cường lực, thì do vậy là trong quá trình mà chúng ta chế biến thực phẩm có thể là dễ dàng quan sát thực phẩm trong quá trình mà chúng ta chế biến. Phía bên trên phần nắp kính của chúng ta sẽ có một lỗ thoát hơi, và như vậy là trong quá trình chế biến thực phẩm là an tâm, không sợ là nước và cũng như là thực phẩm tràn ra bên ngoài trong quá trình mà chúng ta chế biến. Và phía bên trên phần nắp nồi của bộ 3 nồi nhôm táo sẽ có là một tay còng làm bằng nhựa cao cấp cách nhiệt, và cũng như là trong quá trình mà chúng ta chế biến thì có thể là sử dụng trực tiếp tay của mình để cầm nắm phần nắp nồi vỡ ra mà không sợ là phải bỏng và cũng như là nhiệt độ quá cao. Tiếp theo thì như tất cả quý vị cùng quan sát thấy rằng đó chính là phần tay cầm của bộ nồi nhôm táo được gắn liền với phần thân nồi bằng hai vít rất là chắc chắn như thế này, và do vậy là trong quá trình sử dụng thì có thể là chế biến được một lượng thức ăn và có thể là yên tâm, có thể là cầm nắm nồi lên một cách rất là dễ dàng. Và có lẽ là ngay sau đây Minh Trí và Kim Hoàng sẽ cùng chế biến trực tiếp những món ăn khác nhau bên trong bộ 3 nồi nhôm táo để cùng mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Và đầu tiên thì mời quý vị cùng đến với món, đó chính là món cá bóng kho được làm bằng chiếc nồi nhôm táo với kích thước là 16cm. Thưa quý vị, với kích thước là 16cm, với một kích thước rất là nhỏ gọn và do vậy là chúng ta có thể là dễ dàng chế biến món cá kho. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cá kho bên trong nồi nhôm táo đã sẵn sàng rồi, và Minh Trí nghe một mùi thơm rất là hấp dẫn. Rồi, và bây giờ Kim Hằng sẽ mở nắp lên. Và phần nắp cầm này được làm bằng nhựa cho nên Kim Hằng không hề có cảm giác nóng tay một xíu nào Minh Trí ạ. Và tiếp theo Minh Trí sẽ cùng sử dụng chiếc nồi nhôm táo có đường kính là 18cm để chúng ta sẽ cùng đến với một món ăn không thể thiếu trong gia đình người Việt Nam, đó chính là món canh hồng. Chúng ta sẽ sử dụng trên bếp, đó chính là bếp ga. Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng cho nguyên liệu tiếp theo vào bên trong nồi nhôm táo, đó chính là phần bắp cải cuốn với thịt bằm, vô cùng hấp dẫn mấy con nào. Thưa quý vị, với chất liệu đó chính là phần nhôm không tái chế và cũng như là độ dày thành nồi rất là dày, và do vậy là giúp cho quá trình mà chúng ta chế biến thực phẩm thì phần nhiệt lượng sẽ hấp thụ rất là nhanh và cũng như là tỏa nhiệt đều, và do vậy thì sẽ giúp cho món canh súp của chúng ta chín nhanh hơn. Các thực phẩm sẽ giữ được màu tươi xanh và cũng như là đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể là giữ được trọn vẹn chất dinh dưỡng bên trong thực phẩm mà chúng ta muốn gửi cho các thành viên trong gia đình. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng sử dụng chiếc nồi nhôm táo có đường kính là 24cm để cùng đến với một món ăn vô cùng hấp dẫn mà Minh Trí tin chắc rằng sẽ tiếp phục Kim Hằng và cùng với tất cả quý vị, đó chính là món
cà ri gà. Dạ đúng rồi. Ngay sau đây thì Minh Trí đã chuẩn bị một chiếc nồi cà ri gà rất là hấp dẫn. Bên trong chiếc nồi nhân táo là có đường kính hai mươi bốn cm. Ngoài nấu những cái món nấu như thế này thì chúng ta còn có thể tận dụng những lúc mà cúp điện thì có thể là nấu cơm. Với một dung tích như thế này thì có thể sẵn sàng nấu bữa ăn cho cả gia đình luôn đấy. Thưa quý vị, với chất liệu đó chính là bằng nhôm không tái chế và do vậy là có thể là đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Và tiếp ngay sau đây, Minh Trí và Kim Hoàng xin được giới thiệu đến tất cả quý vị và cũng như là chia sẻ với tất cả quý vị những tính năng của những sản phẩm tiếp theo trong trò bộ sản phẩm ngày hôm nay. Đó chính là ba chiếc chậu chống dính cao cấp đến từ thương hiệu Ramos. Thưa quý vị, đầu tiên Kim Hằng đang cầm trên tay đó chính là chiếc chảo nhỏ nhất với đường kính là 18 cm. Với chiếc chảo này thì quý vị sẽ chiên trứng ốp la vào buổi sáng một cách gọn gàng, không cần phải đem những chiếc chảo quá lớn và rất là dễ sử dụng. Với phần bên ngoài thì được thiết kế một màu đỏ bắt mắt như thế này, hy vọng là các chị phụ nữ của chúng ta sẽ tăng thêm phần cảm hứng khi mà nấu ăn. Và tiếp theo đó là một chiếc chảo với đường kính lớn hơn, đó chính là chảo một tay cầm với đường kính lên đến là 26 cm. Và bên ngoài thì Kim Hằng rất là thích bởi vì cũng là sắc đỏ nhưng lại đậm hơn, như vậy thì sẽ đem đến cho chúng ta những cái màu sắc phong phú trong bộ sản phẩm này. Quý vị thân mến, và sản phẩm cuối cùng ở trong bộ sản phẩm ba chảo không dính của chúng ta đó chính là một chiếc chảo sâu lồng với đường kính là 32 cm. Với chiếc chảo này thì các chị phụ nữ sẽ dễ dàng chế biến nhiều món ăn cho những gia đình có nhiều thành viên. Thưa quý vị, như tất cả quý vị cùng quan sát thấy rằng là phía bên dưới ở phần đáy của trọn bộ chảo ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là với những thiết kế đồng tâm, và đây sẽ là một trong những điều để giúp cho là khi chúng ta chế biến thực phẩm thì lượng nhiệt sẽ hấp thu nhanh hơn, truyền nhiệt nhanh và cũng như đều, và do vậy là khi thực phẩm của chúng ta chế biến bên trong chiếc chảo chống dính đến từ thương hiệu Ramos sẽ chín đều và cũng như là giữ được chất dinh dưỡng. Với trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay được phủ 3 lớp chống dính, hoàn toàn thân thiện với môi trường và tự nhiên và cũng như là đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Ngoài ra thì khả năng chống dính là tuyệt đối. Và quý vị thân mến, với tay cầm được bọc bằng nhựa cao cấp thì khi mà chế biến thực phẩm, chị em của chúng ta sẽ thao tác dễ dàng hơn, cũng như là cầm nắm mà không sợ nhiệt độ quá nóng đối với tay của chúng ta. Thưa quý vị, và ngay bây giờ sẽ là một điều mà chúng ta quan tâm nhất khi mà mọi người chú ý đến bộ chảo chống dính, đó chính là khả năng chống dính có tuyệt đối hay không. Quý vị thân mến, bếp gam là một trong những món mà dính rất là chắc vào trong những cái thành chảo hay là thành nồi mà chúng ta sử dụng. Và ngày hôm nay cũng với món bếp gam này, Kim Hằng cũng sẽ giống như Minh Trí là không hề sử dụng dầu mỡ. Để xem là phần chảo của chúng ta có bị dính vào hay không. Wow, thật sự là bây giờ Kim Hằng đã rất là thuyết phục với bộ chảo chống dính này rồi Minh Trí ạ. Những con tép ở bên trên mà ra như thế này không có một tí dầu mỡ, không hề dính một con vào bên dưới chiếc lồng. Chúng ta thấy rằng là tép của chúng ta không dính một chút xíu nào vào bên trong phần thành chảo cả. Và do vậy là đảm bảo chúng ta sẽ có được món tép ram rất là thơm ngon. Một lần nữa tất cả quý vị cùng quan sát thấy rằng là khi chúng ta chế biến thực phẩm thì phần tép ram sẽ không bám một chút xíu nào vào bên trong phần thành chảo cả. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta là có thể là dễ dàng vệ sinh trong quá trình mà chúng ta chế biến. Tiếp theo ngay sau đây thì Minh Trí sẽ sử dụng chiếc chảo chống dính có đường kính là 32 cm. Đầu tiên Minh Trí sẽ cho vào trong đây một chút xíu dầu nha. Kim Hằng có biết là Minh Trí sẽ đến với thí nghiệm gì không? Cũng là thí nghiệm thử sức là với cái độ chống dính của chảo đúng không? Đấy, tất cả quý vị cùng xem là khi Minh Trí rưới dầu ra thì dầu không bám một chút xíu nào vào bên trong phần thành chảo cả. Và ngay sau khi chảo dầu của chúng ta đã nóng lên rồi thì Minh Trí sẽ cùng tiếp tục cho vào bên trong đây những thực phẩm mà có rất là nhiều mùi khi chúng ta chế biến và cũng như là có độ dính bám rất là cao. Sau khi các nguyên liệu đã nóng lên và có một độ cháy xém nhất định thì Minh Trí sẽ cùng đến với một thí nghiệm là sẽ cùng lau sơ qua và xem là việc vệ sinh chiếc chảo ngày hôm nay sẽ dễ dàng như thế nào quý vị nhé. Đây, đầu tiên Minh Trí sẽ cho phần bị cảm từ đó thì ra. Rồi, sau đó thì Kim Hằng sẽ sử dụng một tấm khăn sạch và cùng lau sơ qua để chúng ta hãy cùng xem là việc vệ sinh sẽ dễ dàng như thế nào. Hey. Wow. Chỉ cần lau nhẹ qua thôi thì lượng tương cũng như là lượng hành tỏi mà Minh Trí vừa thử nghiệm đã đi sạch bon Minh Trí ạ. Quý vị thân mến, như vậy là từ nãy giờ chúng ta đã cùng tìm hiểu những cái tính năng đặc biệt ở bộ ba cái chảo, đó chính là tính năng chống dính hiệu quả. Và ngay bây giờ hãy cùng khám phá tiếp những sản phẩm còn lại ở trong bộ sản phẩm ngày hôm nay, đó chính là hai bộ thau và rổ bằng inox cao cấp đến từ Ramos. Với bộ hai chiếc thau và rổ như thế này, hy vọng sẽ hỗ trợ quý vị trong cách làm bếp mỗi ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hai cách chế biến với rổ và thau của Ramos. Đầu tiên thì Kim Hằng sẽ tận dụng phần thau ở dưới để mà làm món, đó chính là rau củ trộn với marinade. Đây sẽ là một trong những món ăn rất là thích hợp cho là phụ nữ nè, người già và trẻ con. Và với chiếc thau này thì quý vị có thể tận dụng như là một chiếc tô thông thường. Những lúc mà chúng ta không còn những cái tô trong nhà thì có thể là tận dụng để ăn mì gói hoặc là ăn cơm chẳng hạn. Bởi vì Kim Hằng thấy là với kích thước như thế này rất là phù hợp với những bữa cơm bình thường của gia đình chúng ta.
Thưa quý vị, và như vậy là Kim Hằng đã sử dụng chiếc thau có đường kính là 20cm để cùng thực hiện đó chính là món rau củ quả trộn cùng với sauce mayonnaise. Và tiếp ngay sau đây thì Minh Trí sẽ sử dụng chiếc thau có đường kính là 22cm để chúng ta cùng rửa rau củ quả. Chúng ta biết rằng là mỗi khi đi chợ về thì công việc đầu tiên là chúng ta phải rửa rau củ quả để có thể đảm bảo an toàn vệ sinh. Ngay sau đây thì Minh Trí đã chuẩn bị đó chính là một chiếc thau có đường kính là 22cm và có sẵn ở trong đây là nước. Sau đó thì chúng ta hãy cùng rửa phần rau củ quả này để có thể là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và cũng như là chúng ta luôn có được những là loại trái cây và rau củ quả luôn tươi sống. Như vậy là chúng ta đã có được một thau và rổ rau củ quả rất là tươi xanh như thế này. Minh Trí xin được chia sẻ là như tất cả quý vị cùng quan sát thấy rằng là phần rổ của chúng ta sẽ có những lỗ thoát như thế này. Và điều này sẽ giúp cho phần rau củ quả của chúng ta sau khi rửa xong thì có thể là thoát nước ra. Phần rau củ quả sẽ được khô ráo. Ngoài ra thì chiếc thau ở bên dưới sẽ hướng phần nước như thơ. Và như vậy là chúng ta sẽ có được một quả thau rau củ quả rất là tươi xanh như thế này, luôn sẵn sàng cho các thành viên trong gia đình với những bữa ăn thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng nữa. Trong bộ gia dụng bếp Ramos bao gồm 3 nồi nhôm táo nắp kính trong suốt 16, 18 và 24cm, 3 chậu chống dính cao cấp kích thước 18, 26 và 32cm, 2 bộ thau và rổ inox cao cấp 20 và 22cm, 10 muỗng inox cao cấp, có thể nấu đa dạng các món ăn trong gia đình, một cuộc gọi đầy đủ các vật dụng trong không gian bếp. Bộ gia dụng bếp Ramos, đa năng, tiện dụng. Thưa quý vị, và như vậy trong ngày hôm nay từ đầu chương trình đến giờ thì Minh Trí và Kim Hằng đã chế biến rất là nhiều món ăn khác nhau trong trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay. Và nếu như tất cả quý vị không tranh thủ gọi đến tổng đài của chúng tôi để cùng sở hữu trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay thì sẽ không được sở hữu với một mức giá vô cùng ưu đãi, đó chính là 890.000 đồng, để cùng một lúc chúng ta sẽ cùng sở hữu 20 món khác nhau trong trọn bộ đồ bếp đến từ thương hiệu Ramos. Bộ gia dụng bếp Ramos, chậu chống dính Ramos, chống dính tuyệt đối, an toàn cho sức khỏe. Bộ nồi nhôm táo thiết kế nhỏ gọn với hình dáng quả táo cách điệu, chất liệu nhôm cao cấp được xử lý oxy hóa mềm, an toàn cho sức khỏe. Thành và đáy nồi dày và đều, giúp hấp thu nhiệt nhanh, truyền nhiệt đều và giữ nóng tốt. Bề mặt cứng, sáng bóng, dễ chùi rửa, chống cháy khét, chống ố vàng, bền, không rỉ, không ra ten. Nắp kính cường lực trong suốt, lỗ thoát hơi, tay cầm của nắp bằng nhựa chịu nhiệt. Bộ thau và rổ inox, chất liệu inox an toàn cho sức khỏe. Đã đến lúc thay thế những vật dụng cũ kỹ trong căn bếp của gia đình bạn. Bộ gia dụng bếp Ramos, sản phẩm không thể thiếu của mọi gia đình. Bộ gia dụng bếp Ramos, giá cực sốc 890.000 đồng, một cuộc gọi đầy đủ các vật dụng trong gian bếp, hãy nhanh tay lên. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ được giới thiệu đến tất cả quý vị trọn bộ sản phẩm với một mức giá vô cùng ưu đãi, đó chính là 890.000 đồng.
Và khi chúng ta gọi điện đến tổng đài của chúng tôi sẽ được sở hữu cùng một lúc gồm có 20 món khác nhau. Quý vị hãy sở hữu cho mình những bộ sản phẩm này, hãy thay mới những vật dụng trong nhà bếp, bởi vì chúng ta chỉ bỏ một mức chi phí chỉ có là 890.000 đồng mà thôi, mà có đến là 20 món trong bộ sản phẩm ngày hôm nay của Ramos. Và nếu như những cánh mày râu và đặc biệt là những chàng trai nào đang thực hiện và đang xem chương trình ngày hôm nay, hãy cùng nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay đến số tổng đài của chúng tôi để cùng mang về 20 món để gửi tặng cho những người phụ nữ mà chúng ta thương yêu nhất, để thể hiện được tình cảm thương yêu, và cũng như là chúng ta sẽ được thưởng thêm những món ăn hấp dẫn với trọn bộ Ramos ngày hôm nay mà chúng tôi sẽ được giới thiệu với mức giá 890.000 đồng. Xin được nhắc lại số tổng đài quen thuộc của chúng tôi, đó chính là 0839109898, hoặc cách thứ hai vô cùng đơn giản, đó chính là truy cập vào trang web azshop.net.vn. Xin được chúc mừng những ai đã sở hữu thành công trọn bộ 20 sản phẩm để chúng ta có thể là gửi tặng những người thân yêu của mình, và cũng như là đảm bảo được an toàn cho sức khỏe. Xin chúc cho tất cả quý vị mỗi ngày sẽ là một ngày vui, và cũng như là với trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay, chúng ta sẽ luôn có được những bữa ăn thơm ngon và cũng như là gắn kết những thành viên trong gia đình lại với nhau. Minh Trí và Kim Hoàng xin được cảm ơn tất cả quý vị luôn đồng hành cùng với chúng tôi, và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 0839109898 để được giao hàng tận nơi miễn phí trên toàn quốc. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.azshop.net.vn để xem thông tin chi tiết hoặc đặt hàng trực tuyến. Quý vị cũng có thể đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu phát hiện sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.